Khi ta chọn dừng lại để một người khác nắm tay, ta mới thật sự hiểu hết ý nghĩa của hai chữ sum vầy. Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm trong cuộc đời hóa ra chỉ là một con người. Vào thời khắc sinh ra, chúng ta đã thuộc về người khác. Có đi qua bao hạnh phúc hay đớn đau cũng không cần biết, vì sẽ đến một ngày có một người nắm chặt lấy tay ta. Có một người trao cho ta chiếc chìa khóa mở cánh cửa một ngôi nhà. Có một người trao cho ta chiếc nhẫn để đo niềm tin của lòng chung thủy. Có một người trao cho ta nụ hôn và duy nhất một ý nghĩ: đừng yêu ai khác nữa, được không? Đừng nhớ về quá khứ ngay cả khi nó đẹp như một cánh hoa hồng. Đừng mang những vết thương bám bụi lên ngón tay đã duỗi thẳng. Đừng đi qua những con đường mà mùa đông dài ra vĩnh viễn. Đừng cô đơn và đừng khóc mướt, dù dòng gió có nhiều đến bao nhiêu. Rồi sẽ đến một ngày, có người ôm lấy ta và hỏi về tình yêu, là bước đi bên cạnh nhau mặc gió mưa đầy ắp. Một người choàng tay lặng yên, và một người mở lòng ra mà khóc. Giây phút của tổn thương chỉ là giây phút khởi đầu cho đời sống mang chuỗi ngày dài tha thứ.